Tập 31. Huỳnh chắc chắn họ sẽ đến chứ? Thử vận may thôi. Việc bảo các ngươi làm đến đâu rồi? Xin cô yên tâm, đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Không lâu sau nữa là sẽ đem hết đồ đến. Được, không được có bất cứ sơ suất gì. Xin cô yên tâm. Tiết sư tỷ có ơn với ta, Nguyệt Thần Cung lại thu nhận ta. Ngộ nhỡ Nguyệt Thần Cung mà có ý đồ gì thật, thì ta nên làm thế nào? Nếu như Nguyệt Thần Cung quả thực muốn chiếm Hoa Mạn Đà La, thì chúng ta phải làm rõ mục đích thực sự của họ chiếm Hoa Mạn Đà La là gì. Còn nữa, bây giờ chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Cô cũng không muốn nhìn thấy người quan trọng nhất của mình cứ tiếp tục từng bước sai lầm sao? Nhưng, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy. Được rồi, đừng cho mày nữa mà. Không thì sẽ biến thành bà già đấy, biết chưa? Cảm ơn huynh, Long ca ca. May mà có huynh ở đây. Bây giờ chúng ta đi mau đi, không để mất dấu họ đấy. Mọi việc làm đến đâu rồi? Hoa Mạn Đà La sắp nở rồi. Chỉ cần đợi thêm ít ngày nữa là vật chí độc trong thiên hạ có thể về đến tay rồi. Thế có xảy ra vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Xem ra hành tung của ngươi đã bị bại lộ rồi, sư phụ thứ tội. Không sao. Nếu chúng đã không dám gặp ta, thì cá là chúng cũng không dám giở trò gì. Chuyện này ngươi không cần phải lo nữa. Vâng, sư phụ. Hiểm quá, tí nữa thì bị phát hiện rồi. Nhưng tại sao chúng ta không chạy ra ngoài mà lại chạy vào trong cung? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Huống hồ Lý Hoại và Tiết cô nương cũng đang ở trong cung này. Chúng ta có thể vào đây xem xét tình hình. Hai người muốn xem tình hình gì? Sư tỷ à, Vô Thương, sao muội có thể đưa nam nhân vào Nguyệt Thần Cung chứ? Muội không biết quy tắc của Nguyệt Thần Cung sao? Sư tỷ à, đây là bằng hữu của Lý Hoại ca ca. Chúng muội lo cho tình hình của huynh ấy nên đã theo đến đây. Không biết Lý Hoại ca ca và tỷ tỷ sao rồi? Hai người vẫn đến muộn rồi. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, Thái Nguyệt cô nương rốt cuộc bị làm sao? Hôm đó Thái Nguyệt làm tốt lắm. Ta đã lấy được nội công tâm pháp của tiểu Lý Phi Đao rồi. Lý Hoại không cần phải giữ lại nữa. Rõ ràng người đã hứa với con lấy được tâm pháp là sẽ thả chàng ấy đi mà. Bây giờ ta hối hận rồi. Sư phụ, sư tỷ ra nông nỗi như ngày hôm nay, ta cũng không thể tránh được trách nhiệm. Nếu không phải tại ta, thôi, mệnh lệnh của sư phụ, tỷ cũng không thể làm trái mà. Nếu đã là vậy thì có phải Lý Hoại đã rời khỏi rồi không? Có chuyện này cần giao cho hai người làm. Hai người cầm lấy sợi băng thiền này, đưa sư tỷ mau chóng rời khỏi Nguyệt Thần Cung.
Vậy chúng muội đi rồi, tỷ phải làm thế nào? Hai người không cần lo, nhân lúc sư phụ không ở đây, mau đánh ta bị thương đi. Đưa sư tỷ mau chóng rời khỏi nơi đây. Tuy ta không muốn làm trái sư lệnh, nhưng ta cũng không muốn nhìn sư tỷ chết đi như vậy. Vậy Tiết cô nương xin đắc tội. Long ca ca, bây giờ tỷ tỷ bị bệnh nặng thế này, làm thế nào bây giờ đây? Lý Hoại ca ca lại không biết đã đi đâu, cả chuyện Hoa Mạn Đà La cũng chưa được giải quyết. Vụ Hoa Mạn Đà La chúng ta cứ tạm gác qua một bên, dù sao từ giờ đến lúc đó vẫn còn một thời gian. Trước mắt quan trọng nhất là cứu Thái Nguyệt, với cả tìm ra tung tích của Lý Hoại. Được, để ta xem mạch tượng của cô ấy. Mạch tượng của cô ấy trung chính bình hòa, chẳng giống như lâm bệnh nặng chút nào. Sao lại lạ như vậy nhỉ? Hay là chúng ta đến Thiên Nhai Hải Các tìm Công Tôn tiền bối đi? Thiên Nhai Hải Các cách nơi này rất xa, nếu đến đó thì cũng phải tốn rất nhiều công sức. Quan trọng nhất là với tình hình sức khỏe của Thái Nguyệt, không biết có trụ nổi hay không. Tỷ tỷ à, tỷ tỉnh lại rồi. Nếu tỷ còn không tỉnh thì Lý Hoại ca ca biết phải làm sao đây? Lý Hoại ca ca là ai? Hiền Điệt, con ăn đi. Khả khả cô nương, ta nghe nói Lý Hoại Hiền Điệt gần đây suốt ngày uống say mềm, bất tỉnh nhân sự. Có chuyện này sao? Ai ai cũng có lúc tâm trạng không tốt mà, say rượu là chuyện hết sức bình thường thôi. Cha, cha cũng thường xuyên uống say bí tỉ còn gì. Và lại, bây giờ có con chăm sóc huynh ấy rồi, cha không cần phải lo đâu. Vớ vẩn, nam nữ thụ thụ bất thân. Một nữ tử chưa xuất giá như con, tối ngày chăm sóc một người đàn ông không hề liên quan gì đến con vậy, còn ra thể thống gì nữa chứ? Con bảo người khác sẽ nghĩ sao đây? Người khác nghĩ thế nào con không quan tâm. Tóm lại sớm muộn gì con cũng sẽ lấy Lý Hoại. Hơn nữa bây giờ con chăm sóc huynh ấy có gì là lạ đâu. Con đúng là không nói lý lẽ mà. Ta cho con biết, ta sẽ không cho con lấy Lý Hoại đâu. Được thôi, vậy những lời khó nghe con xin nói trước. Nếu ai dám ngăn con đến với Lý Hoại thì là đối đầu với Phương Khả Khả con đấy. Con... Hiền Điệt à, Khả Khả từ nhỏ tính tình nó đã vậy rồi, đều tại ta chiều hư cả. Nhưng con người nó thực sự tốt lắm đấy. Con biết mà. Cái này trả cho cô không muốn luyện nữa à? Không muốn đánh bại Tiết Thái Nguyệt nữa sao? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Đằng nào Lý Hoại cũng đã trở về, vậy ta cũng không cần thiết phải đi tìm Tiết Thái Nguyệt để tính sổ nữa. Bây giờ ta chỉ muốn được yên ổn ở bên Lý Hoại, thành thân với huynh ấy, sống cuộc sống của người bình thường. Vậy ta còn cần độc công của cô để làm gì chứ? Cô dám chắc Lý Hoại sẽ ở bên cô, sống với cô cả đời sao? Thân là một nữ nhân, điều ngu xuẩn nhất chính là vì một nam nhân mà bỏ qua cơ hội khiến cho mình lớn mạnh. Nếu cô vì Lý Hoại mà quyết ý từ bỏ tu luyện độc công thì ta cũng không còn gì để nói. Đừng để đến lúc Tiết Thái Nguyệt trở về cô lại đến cầu xin ta. Ta khuyên cô hãy cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng có ra quyết định nhanh như thế. Không cần suy nghĩ nữa, ta quyết định rồi. Ngay từ đầu ta đã thấy Phương Khả Khả này chưa đủ nhẫn tâm.
đúng là đã bị ta đoán trúng mà. Không đủ nhẫn tâm. Vậy ta sẽ giúp cô ta một tay. Vậy nàng sẽ định làm thế nào? Tốt quá rồi. Thiện Nhi có thể bình an vô sự, ra khỏi Nguyệt Thần Cung là tốt rồi. Nhưng điều ta lo ngại là Nguyệt Thần Cung đã bắt Thiện Nhi đi, thì đâu có lý gì để thả nó ra chứ. Xem ra chúng ta phải cẩn thận, sớm đón Thiện Nhi từ Sơn Thành về mới được. Vâng, lão nô sẽ chuẩn bị khởi hành ngay. Công chúa, có chuyện này ta cần ngươi đi làm. Công chúa cứ việc sai bảo. Giao phong thư này cho Hàn Tuấn. Lần này nhất định phải trừ khử thượng quan hoại. Thuộc hạ tuân lệnh. Hoa Nhi, phía nàng có tin tức của Tuyết Thái Nguyệt không? Không ngờ lần này Tiết Thái Nguyệt lại tự chui đầu vào giọ. Lần này xem ả chạy đi đâu. Đừng nôn nóng. Tiết Thái Nguyệt không dễ đối phó đâu. Bây giờ bên cạnh cô ta còn có tên Long Giật, cũng là một tên cao thủ hàng đầu. Ở đây nhiều người quá, cũng không tiện cho chúng ta. Ngỗ nhờ động thủ thì chưa chắc chiếm được lợi thế đâu. Cứ xem tình hình đi rồi tính. Không ngờ tỷ tỷ lại quên đi Lý Hoại ca ca. Chúng ta đưa tỷ ấy đến Sơn Thành, huynh nghĩ tỷ ấy có thể nhớ lại thật được không? Bất luận cô ấy có nhớ lại không, thì bây giờ cũng chỉ có cách có thể thử thôi. Đợi cô ấy khỏe lại đôi chút, chúng ta sẽ đưa cô ấy đến Thiên Nhai Hải Các tìm vợ chồng Công Tôn giúp đỡ. Huynh rơi đồ rồi. Sao vậy? Không sao chứ? Đa tạ cô nương. Ta thay Phương gia tiểu thư cảm ơn cô. Những thứ này đều là đồ cô ấy cần. Nếu thiếu thì chúng ta không dễ ăn nói. Phương gia tiểu thư ư? Là thiên kim của Phú Hộ, Phương Thiên Hào lão gia, sắp thành thân với côn đồ khét tiếng Lý Hoại. Lý Hoại ư? Tỷ không sao chứ? Tỷ vẫn chưa khỏe lại. Chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi trước đã. Vậy hai người về quán trọ trước, ta đi mua ít thuốc nhé, cho hai người bồi bổ đã. Được, đi nào. Long Giật, sao đệ đến đây? Lý huynh, quả nhiên huynh ở đây. Tốt quá rồi. Chúng ta tìm huynh lâu rồi. Nào huynh mau đi theo ta. Ta đưa huynh đi gặp Tiết cô nương. Ta không đi. Sao vậy? Ta biết bây giờ tâm trạng huynh không tốt, ta đều hiểu cả. Nhưng những gì xảy ra giữa hai người chỉ là hiểu lầm thôi. Kể từ khi họ thông đồng lấy cắp tâm pháp phi đao của ta, từ thời khắc cô ấy ra trưởng đánh ta rơi xuống vách vực, là ta và cô ấy đã không còn dính dáng gì nữa rồi. Lý Hoại, rốt cuộc huynh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Không phải huynh đã hứa với ta huynh sẽ mãi mãi tin vào Thái Nguyệt sao? Có còn nhớ bộ y phục này không? Vào ngày đại hôn là sư muội Thái Nguyệt Tiết Văn nhận lệnh của sư phụ cô ấy thổi khói độc vào phòng, nhân lúc hai người hôn mê đã lấy cắp nội công phi đao của huynh. Thái Nguyệt vì muốn cứu mạng huynh nên mới một chưởng đánh rơi xuống bách vực. Nếu không nhờ bộ y phục này thì cô ấy đã một chưởng đánh chết huynh lâu rồi. Cô ấy vì muốn cứu mạng huynh mà xém chút nữa mất cả tính mạng đấy. Bây giờ cô ấy... Thái Nguyệt làm sao? Nếu như huynh muốn biết thì hãy đi theo ta đến quán trọ Sơn Thành nhìn cho rõ đi. Với lại ta cho huynh biết, nếu mà huynh không đi chắc chắn huynh sẽ hối hận cả đời đấy.
Không sao chứ? Không sao. Nhưng để cô ta chạy mất rồi. Có người đến rồi. Đi nào. Tỷ tỷ. Cô nãy giờ luôn bám theo chúng ta. Tại sao lại bám theo chúng ta? Nói ngay chủ nhân của cô là ai. Ta có thể thả cô đi. Thiếu chủ Lý gia, e là ông cũng ngây thơ quá đấy. Danh hiệu truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao, đúng là làm khó ông rồi, hỗn xược. Chết rồi. Nữ tử này thà chết cũng không chịu nói ra chủ nhân của mình. Thiếu chủ, cô ta đã theo đến tận đây, nhất định là có ý đồ từ trước. Chắc chắn là đến vì Thiện Nhi. Chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Mau đi thôi. Được. Bộ y phục này do chính tay ta làm. Ngày mai chàng nhất định phải mặc nó đấy. Cho dù là lúc nào, cho dù xảy ra chuyện gì, chàng nhất định phải nhớ ta thực lòng yêu chàng. Sao ta lại ngu ngốc đến thế? Sao ta có thể không tin Thái Nguyệt chứ? Đồ xấu xa. Huynh muốn ra ngoài sao? Có một số chuyện ta phải ra ngoài xử lý. Huynh muốn đi tìm Tiết Thái Nguyệt sao? Cô ta đối xử với huynh như vậy huynh quên rồi sao? Chính vì như vậy càng phải làm rõ. Đồ xấu xa. Lão gia. Lão gia. Cha. Lão gia. Tiểu thư. Lão gia. Ngài ấy. Mau đi gọi người đi. Mau đi đi. Vâng. Cha, cha sao rồi? Khả khả. Cha, cố lên, con lập tức đi tìm người tới cứu cha. Khả khả. Cha sợ là không được. Không được nữa rồi. Cha, cha kiên trì lên, cha ơi. Cha, khả khả. Người cha lo lắng nhất chính là con. Là con. Cha. Điều trước đây cha không muốn thấy nhất chính là con và Lý Hoại ngày ngày chạy ra ngoài. Sau này cha sợ là muốn quản con cũng không quản nổi. Cha, cha ơi đừng mà. Cha, cha, đừng mà. Cha, nhớ kỹ lời cha dặn. Tuyệt đối không được gả cho Lý Hoại. Cha. 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 Là ai? Rốt cục là ai? Cha. 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 Cha.
Cha, Thái Nguyệt. Thật đúng là trời giúp ta. Hôm nay Nguyệt Thần ở trong tay ta, xem ngươi còn chạy đi đâu. Lập tức thả cô ấy ra. Ngươi đang cầu xin ta sao? Ngươi nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh. Nếu ngươi đã yêu cô ta, được, ta sẽ tác thành cho ngươi. Ở đây có 8 cây đinh móng tay. Ta muốn người đâm chúng vào đại huyệt trên người ngươi. Nếu như đâm thiếu một cây, ta sẽ giết cô ta. Đợi đã. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Thái Nguyệt, đây là ta nợ nàng. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu. Câu nói hôm đó nàng nói với ta, cho dù là lúc nào, cho dù xảy ra chuyện gì, chàng đều phải tin. Ta mãi mãi vẫn yêu chàng. Là có ý nghĩa gì? Uổng công ta tự cho mình thông minh. Bây giờ ta mới biết, một trưởng hôm đó của nàng không phải muốn giết ta, mà là để cứu ta. Đủ rồi. Người rốt cục là ai? Nàng đang nói gì thế? Ta là Lý Hoại đây. Lý Hoại. Lý Hoại à, Lý Hoại. Người trả giá vì cô ta nhiều như vậy, người tình của ngươi lại không nhớ ngươi. Thế này nhá, ta giúp ngươi giết cô ta, chút giận thay cho ngươi. Thái Nguyệt, sao lại như vậy? Ngươi đừng qua đây. Còn qua nữa, ta sẽ giết cô ta đấy. Thiện Nhi, cha tới muộn rồi. Lý Man Thanh. Thiện Nhi, thiếu gia. Thiện Nhi. Thiện Nhi. Tại sao? Tại sao ngươi? Thái Nguyệt. Thái Nguyệt, Thiện Nhi, thiếu gia. Công chúa. Tin tốt hay tin xấu? Bẩm công chúa, Hàn Tuấn đã chết. Ai giết? Là Phò Mã giết ạ? Vốn dĩ Hàn Tuấn rất nhanh sẽ thành công, ai biết đột nhiên Phò Mã lại xuất hiện giết Hàn Tuấn. Ông ấy lại vì tên nghiệt chủng đó ư mà giết Hàn Tuấn à?
Quả đúng là không màng đến cái gì nữa. Thượng quan Hoại à, Thượng quan Hoại, lẽ nào thực sự không có cách nào với ngươi sao? Cùng lắm ta tự mình ra tay. Công chúa tuyệt đối không được tức giận. Hiện giờ phò mã bảo vệ Thượng quan Hoại như vậy, sợ là chúng ta cũng không có cách gì với hắn. Chuyện này công chúa không thể vội vàng, chúng ta cứ từ từ tìm cơ hội, tính kế lâu dài. Nào, Thiết Thúc, ở đây xảy ra chuyện gì? Lão già nhà chúng ta bị người ta hại, mất rồi. Chính Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương cô nương, Phương cô nương, cha cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cha ta tối qua bị người ta sát hại. Không biết mọi người có nhận ra cây phi đao này không? Phi đao này chẳng phải chính là phi đao Tiết Thái Nguyệt cũng hay dùng sao? Tiết Thái Nguyệt à? Không thể nào. Thái Nguyệt không thể làm vậy được. Đã đến lúc nào rồi? Huynh còn bao biện cho Tiết Thái Nguyệt sao? Cô ta chính là hung thủ vô tình vô nghĩa. Cha ta chính là bị cô ta giết. Ta muốn cô ta phải đền mạng. Khả khả, thả ta ra. Bình tĩnh một chút. Khả khả, bình tĩnh. Ta phải đi hỏi rõ giúp muội. Thiện Nhi, con đừng đi. Cô ta đã không nhận ra con nữa rồi. Cho dù con có tìm được, cũng không có được đáp án đâu. Thiết Thúc, mau đỡ Thiện Nhi đi trị thương đi. Đi thôi thiếu gia. Khả khả, ta chắc chắn sẽ bảo vệ muội cả đời, sẽ không để muội chịu tổn thương nữa. Bất luận là Tiết Thái Nguyệt hay Lý Hoại, Thái Nguyệt, tại sao ta không thể ra tay được? Tại sao hắn lại vì ta mà làm vậy? Ta có quen hắn sao? Tại sao? Tại sao hễ nghĩ đến hắn, hễ nghĩ đến khuôn mặt của hắn, tim ta lại đau thế này? Tại sao? Tại sao vậy? Hắn là ai? Rốt cuộc hắn là ai?
Hôm nay cho dù thế nào, ta cũng phải giữ Nguyệt Thần cô lại, chặt đứt trụ cột Nguyệt Thần cung của các người. Hôm nay tâm trạng ta đang không tốt, không muốn giao đấu với người. Dễ thương thật. Cô dễ thương quá đi. Hôm nay ta đến để giết cô. Ta để ý tâm trạng của cô làm gì? Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Đừng ép ta phải giết ngươi. Nguyệt Thần của trước đây đã đâu mất rồi? Ngồi đây nói ra tay mà lại không chịu ra tay, ướn ẻo cứ như tiểu thư cô nương vậy. Bỉ ổi. Không độc không phải đàn bà. Chúng phải xà độc tam hoa lung linh này. Cảm giác thế nào? Để đối phó với cô, ta đã chuyên tâm điều chế lâu lắm rồi đấy. Ta khuyên cô, đừng có tốn công vô ích nữa. Chúng phải xà độc tam hoa linh lung này, nội lực của cô sẽ tự động đóng băng. Trong vòng 7 ngày, cổ họng cô sẽ mất tiếng. Xà độc này sẽ từ phần chân của cô dần dần lan lên đầu cô. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ dần dần thối rữa ra, cuối cùng tan thành một đống máu. Con người ta trước giờ tốt bụng, không thể nhìn người ta chịu khổ được. Để cô sớm ngày giải thoát, chi bằng bây giờ ta tiễn cô lên đường luôn. Cẩn thận. Tỷ tỷ, đi mau đi. Đừng đuổi nữa. Với khinh công của họ, chúng ta không thể đuổi kịp đâu. Tiếc quá đi, lại để chúng chạy mất rồi. Nếu không có thuốc giải, cô ta cũng sẽ chết thôi. Cố chịu đi, cô sao rồi? Cô sao rồi? Làm sao đây? Sắc mặt tỷ tỷ rất xấu. Thế nào? Đỡ hơn chưa? Cảm ơn. Cảm ơn. Thái Nguyệt. Thái Nguyệt. Làm sao đây? Thuốc trừ độc này chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta mau đến Thiên Nhai Hải Các, tìm vợ chồng Công Tôn đi. Đi nào. Xem ra trang viện của Phương gia sắp suy tàn rồi. Tội cho Phương cô nương, sau này sẽ phải chịu khổ. Thiếu gia. Phụ thân. Chính Nhi. Chính Nhi có việc muốn xin. Có việc gì con cứ nói đi. Chính Nhi muốn xin phụ thân làm chủ cho Phương Khả Khả cùng chúng ta về kinh thành. Con không thể để mình cô ấy một mình ở lại Sơn Thành được. Chính Nhi à, phụ thân có thể hiểu tâm ý của con với Khả Khả cô nương. Nhưng con có nghĩ kỹ tới Khả Khả cô nương suy nghĩ của bản thân cô ấy chưa? Con thật lòng thích Khả Khả, con muốn cưới cô ấy làm vợ. Chính Nhi à, con có biết giờ con đang nói gì không? Nay Khả Khả cô nương đang tận hiếu, huống hồ cô ấy lại đối với đại ca con. Phụ thân à? Phụ thân, bao năm qua, người có từng thấy Chính Nhi cầu xin điều gì? Bây giờ Chính Nhi khó khăn lắm mới gặp được cô nương mà mình thích, muốn xin phụ thân làm chủ. Con không ngờ người lại từ chối. Chính Nhi không hiểu. Đại ca là cốt nhục ruột thịt của người, con cũng vậy. Tại sao người bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì đại ca mà lại không chịu chiều ý con một lần? Ý Chính Nhi đã quyết, con chắc chắn sẽ cưới Khả Khả cô nương làm vợ, cho dù là không thể vào được cửa Lý gia nữa. Chính Nhi, con... Thiếu chủ, hãy giữ gìn sức khỏe.
Ta biết ngay, sớm muộn gì cô cũng sẽ đến tìm ta, truyền lại độc công của cô cho ta. Ta giúp cô tiêu diệt Nguyệt Thần Cung. Được. Ta chỉ đợi mỗi câu nói này mà thôi. Cô chắc chắn là nghĩ kỹ rồi chứ? Con đường học về độc không thể quay đầu được đâu đấy. Ta muốn giết Tiết Thái Nguyệt. Ta muốn báo thù cho phụ thân ta. Tốt lắm. Vậy xin mời. Đừng có sợ. Cái bể này là do hàng ngàn rắn độc chế thành. Chỉ khi tắm bể rắn độc này, cô mới có thể trở nên bách độc không xâm phạm được. Đây là bước đầu tiên để học. Cô tưởng ta sẽ tin cô sao? Cô bảo ta vào bể rắn độc này rõ ràng là muốn ta chết. Sao cô có thể ngu ngốc thế chứ hả? Ngay cả chút khó khăn này mà cũng sợ. Thì muốn đấu kiểu gì với Tiết Thái Nguyệt đây? Muốn trả thù cho phụ thân cô kiểu gì? Giờ cô còn cho rằng ta đang hại cô sao? Đừng quên, giữa chúng ta có quan hệ lợi ích đối với nhau. Ta giúp cô luyện thành công độc, giành lấy Lý Hoại giết chết Tiết Thái Nguyệt, báo thù cho phụ thân cô. Võ công của Tiết Thái Nguyệt thế nào? Có lẽ lòng cô vô cùng rõ rồi. Cô là truyền nhân duy nhất của ta. Chỉ khi trở thành độc nữ, cô mới có cơ hội đối phó với Tiết Thái Nguyệt mà thôi. Nếu không, chỉ dựa vào khả năng hiện giờ của cô, vốn không thể là đối thủ của cô ta. Đừng có sợ. So với chuyện này, nỗi khổ mất đi người thân và người yêu e là còn đau đớn nhiều hơn. Long ca ca, mau lên. Mau lên. Khả khả, muội đi đâu vậy? Ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Huynh tìm ta có việc gì? Ta lo cho muội mà. Huynh lo sợ ta tự sát à? Huynh yên tâm đi, trước khi Tiết Thái Nguyệt chưa chết, ta sẽ không chết đâu. Khả khả, ta biết cái chết của bá phụ khiến muội rất buồn, nhưng ta tin rằng bá phụ có linh thiêng, thì so với việc báo thù, ông ấy càng muốn muội sống thật vui vẻ hạnh phúc. Huynh không phải là phụ thân ta, sao huynh biết phụ thân ta nghĩ gì chứ? Hay là huynh cũng giống như Lý Hoại, lúc nào cũng chỉ nghĩ lo cho Tiết Thái Nguyệt? Đương nhiên là không phải rồi, muội biết mà. Bất luận thế nào ta cũng sẽ đứng về phía muội. Vậy sao?